Nhắc khéo hàng xóm chuyện chó tiểu bậy, hàng xóm thả chó ra để dằn mặt. Rồi, rồi. Như vậy là một chú chó của nhà hàng xóm đã đi sang bên nhà của một cô gái và đang tiểu liên tục tại cửa đây. Ui, rồi. Này một thơm lưng luôn nhờ. Đấy. À đây rồi, à đây rồi. Đây rồi, chủ nhân của con chó cũng như là hàng xóm đã xuất hiện. Đấy. Anh đang lang thang lếch thếch ở đây. Anh làm gì? À, anh ra vứt rác đây nhờ. Sau khi biết tin là cô bé hàng xóm nhắn tin là nhắc khéo chuyện là chó của anh là sang là tiểu bậy linh tinh ở đây. Và anh là thả luôn nhờ, mở cửa luôn cho sang thoải mái luôn. Rồi, à đấy, như vậy là em hàng xóm phát hiện ra và đang khá là bực tức ở đây rồi. Đây rồi, hãy cùng xem. Rồi đấy. Trời ơi, tức quá mọi người ạ. Nhà mình ở Hà Nội có hàng xóm yêu chó lạ kỳ lắm. Chó đẹp, chó cảnh thì ở trong nhà, nhưng chó ta thì cứ đúng giờ ra ngoài đá ỉa vào nhà hàng xóm. Rất nhiều lần bắt được, mình đã nhắc rồi, nhắc không được phải nhắn tin cho con gái họ để nhắc khéo. Nhưng nay quay clip được chính chủ chó cố tình thả ra, thản nhiên cho chó đá ỉa ở nhà mình. Đấy. Có lần về thì lấy đống shit cái tình là to ngang bắt ô tô. Và này tức quá, có mở cửa ra yêu cầu dọn nước và tự dọn đi thì bị chửi ngược lại là vô ơn. Ủa rồi. Đấy, các anh các chị nào, các bạn có cao kiến thì các bạn hãy comment bên dưới nha, để cho em gái có thể thoát khỏi cái cảnh này. Tôi thề bạn nha, nước tiểu của mấy cái con này á, mà nó dính vào cửa thì sau mà cứ mở khai dính khai mù luôn, ai mà chịu được. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.